Bộ ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết, chính phủ nước này đã quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra. Qua gói viện trợ, chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ góp phần khôi phục các khu vực bị thiệt hại và giúp người dân trở lại cuộc sống thường nhật trong thời gian sớm nhất. Ngày 11 tháng 9, chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp là thiết bị lọc nước, tấm plastic đa chức năng để khắc phục những thiệt hại do bão gây ra tại Việt Nam. Trong thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc những người thiệt mạng cũng như là gia đình các nạn nhân, đồng thời gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão. Là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, từ tận đáy lòng tôi cầu mong các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường. Tôi xin chia sẻ rằng chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu cần thiết của Việt Nam trong khả năng có thể, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh. Trong khi đó, ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa khẳng định, chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, không quản bất kỳ sự hợp tác và hỗ trợ cần thiết nào đối với Việt Nam. Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do bão Jaqui gây ra tại một số nước trong khu vực, ngày 11 tháng 9, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung về việc này. Trong tuyên bố, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN bày tỏ sự đau buồn và sẻ chia sâu sắc trước thiệt hại do bão Jaqui gây ra ở Philippines, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Các bộ trưởng khẳng định tình đoàn kết với các quốc gia bị ảnh hưởng cũng như sẵn sàng hợp tác và đóng góp cho các nỗ lực cứu trợ, bao gồm thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai, gọi là Trung tâm AHA. Ngày 11 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã liên hệ và nhận được cam kết hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai vẫn đang tiếp tục trao đổi làm việc cùng một số nhà tài trợ như là UN Women, Samaritan Post, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Đại sứ quán Pháp, Save the Children để thống nhất về hỗ trợ khẩn cấp, vân vân. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận hàng hóa viện trợ của các tổ chức quốc tế tại sân bay nội bài và điều phối vận chuyển và bàn giao cho các địa phương, chính quyền địa phương tổ chức phân phát cho người dân bị thiệt hại. Ngày 11 tháng 9, theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernysenko đã đồng chủ trì khóa họp lần thứ 25 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernysenko chia buồn với chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ông khẳng định chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này. Phó Thủ tướng Chernyshenko nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng lâu đời của Liên bang Nga và bày tỏ cảm ơn chính phủ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ thông qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đáp từ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cảm ơn Phó Thủ tướng Dmitry Nikolaevich. Chernyshenko và phân bang Liên bang Nga đã nỗ lực phối hợp cùng phân bang Việt Nam trong việc chuẩn bị cho khóa học cũng như là dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị cùng chương trình làm việc thiết thực hiệu quả. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và không ngừng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ trí tình trí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam. Phó Thủ tướng đánh giá khóa học đã cụ thể hóa những cam kết và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua, đặc biệt kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8 góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau phó thủ tướng trần hồng hà và phó thủ tướng dmitry nikolayevich chenyshenko cùng hai đoàn đại biểu đã cùng nhau đánh giá trao đổi ý kiến về kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đưa ra các giải pháp cho vướng mắc khó khăn còn tồn động hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và tất cả các cấp nổi bật là chuyến thăm việt nam của tổng thống nga vladimir putin chuyến thăm nga của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn v v Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tăng trưởng tích cực, nhất là về nông sản, hợp tác năng lượng, giao thông, khoa học, giáo dục, nhân là văn hóa, du lịch, thể thao đều ghi nhận những bước tiến tiến bộ. Về phương hướng, hai bên tiếp tục khẳng định và mong muốn củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là duy trì kênh liên lạc đường dây nóng giữa hai đồng chủ tịch phân ban, kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết hiệu quả vấn đề phát sinh hai bên nhất trí cần nỗ lực để gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt được thương mại song phương cân bằng bền vững trong đó tạo điều kiện cho nông sản và dược phẩm tiếp cận thị trường của nhau hai bên thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong nông nghiệp công nghiệp năng lượng dầu khí thông tin truyền thông khoa học giáo dục văn hóa thể thao hai nước cũng sẽ thúc đẩy du lịch giao lưu nhân dân tăng cường dạy tiếng việt và tiếng nga ở hai nước duy trì học bổng cho sinh viên việt nam cũng như là thu hút sinh viên nga sang học tập nghiên cứu tại việt nam kết thúc khóa học hai phó thủ tướng đánh giá kết quả đạt được trong khóa học đã cụ thể hóa những cam kết và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID sẽ cung cấp 1 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại thảm khốc do bão Yagi gây ra. Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để có thể tiến hành hỗ trợ tiền mặt cho các mục đích khác nhau, cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh cũng như các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm để đóng góp vào các nỗ lực cứu trợ thiên tai do chính phủ Việt Nam chỉ đạo đang khẩn trương triển khai trên cả nước. Khoản hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ này dựa trên nền tảng những hỗ trợ lâu dài dành cho chính phủ Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam để giúp nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai thảm họa cho các cộng đồng trên cả nước. Trong 5 năm qua, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua USAID đã cung cấp 7,7 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ sẵn sàng ứng phó thiên tai, trong đó bao gồm đáp ứng các nhu cầu do bão lũ cũng như là nâng cao năng lực cho các đội xung kích phòng chống thiên tai trên cả nước. Ngày 7 tháng 9, bão Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam. Đây là một trong những cơn bão có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong nhiều thập niên qua, gây ra thiệt hại nặng nề tại 26 tỉnh thành. Tính đến ngày 10 tháng 9, bão và mưa lớn sau đó đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất và phá hủy nhiều công trình hạ tầng, khiến 143 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 58 người mất tích. Tính đến ngày 9 tháng 9, bão đã làm hư hại, phá hủy khoảng 48.000 ngôi nhà và khoảng 184.000 ha sản xuất nông nghiệp. Với dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới, các chuyên gia về ứng phó thiên tai tại USAID sẽ liên tục theo dõi các nhu cầu nhân đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ứng phó khẩn cấp tại địa phương và các đối tác tại thực địa. Các chuyên gia cứu trợ nhân đạo của USAID tại thực địa đang tham gia vào các hoạt động đánh giá thiệt hại để đảm bảo viện trợ của Mỹ nhanh chóng đến được với những người dân đang cần nhất trong nhiều thập niên qua USAID đã hợp tác với chính phủ việt nam để tăng cường năng lực của quốc gia trong công tác ứng phó phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai hợp tác này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng trên cả nước trong bối cảnh gia tăng tần suất và cường độ của thiên tai Ngày 11 tháng 9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam là Ito Naoki đến trao điện thăm hỏi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yaki tại Việt Nam trong những ngày qua. Trong bức điện, Thủ tướng Kishida bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn tại các khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão và nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả để sớm ổn định lại cuộc sống. Đại sứ Nhật Bản Ito cho biết, hiện chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đang xem xét tích cực việc hỗ trợ trang bị vật tư phục vụ công tác khắc phục hậu quả cơn bão trên cơ sở nhu cầu của phía Việt Nam. Phía Nhật Bản cho biết chưa nhận bất cứ thông tin nào về công dân Nhật Bản gặp nạn do cơn bão, mong muốn chính phủ các địa phương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sớm khôi phục các hoạt động sản xuất. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm Thanh Bình bày tỏ cảm ơn trước tình cảm chân thành, sự chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân Nhật Bản thủ tướng phạm thanh bình nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo sát xa sao của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ các bộ ban ngành và địa phương đang tích cực huy động các lực lượng và nguồn lực tập trung cứu chữa những người bị thương bị nạn triển khai các lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận với những khu vực đang bị cô lập bảo đảm các điều kiện về điện và nước cho người dân và doanh nghiệp nỗ lực sớm ổn định lại tình hình và đưa mọi hoạt động trở lại bình thường